trở lại với kênh Love My Shine TV. Nếu các bạn nào mà có theo dõi cái series update tình hình bầu bí của tớ ở kênh cá nhân thì chắc là biết tớ đã bắt đầu vào tháng thứ 5 của thai kỳ rồi, hiện tại đang ở tuần 19. 1-2 tuần trở lại đây thì sức khỏe của tớ đã lại ổn định hơn bình thường nên tớ đã có thể sắp xếp lại công việc và quay trở lại làm clip bên cạnh những công việc khác. Hôm nay thì tớ sẽ làm một cái clip mà tớ nghĩ là rất là quan trọng cho các mẹ bầu mà suốt từ cái đợt bầu mí đến giờ cũng ấp ủ nhưng mà chưa có một clip nào dành riêng để nói về nó, đấy là chăm sóc da cơ thể cho mẹ bầu. Hôm nay tớ sẽ dành thời gian để nói kỹ hơn về các sản phẩm đấy và tư vấn cụ thể hơn xem là loại da nào, thời gian nào thì dùng sản phẩm nào, các dòng sản phẩm nó có khác gì nhau. Thế nên chúng mình cùng bắt đầu luôn nhá. Trước hết là sẽ nói về quan điểm của tớ với việc chăm sóc da trong thời kỳ bầu bí. Có rất nhiều mẹ nói với tớ là ôi giời ơi, mấy cái sản phẩm này bôi để làm gì, đằng nào nó cũng do cơ địa. Nhưng mà nó cũng giống như chăm sóc da mặt vậy. Tớ nghĩ là nếu mà mình chăm sóc thì nó vẫn sẽ có kết quả tốt hơn là mình không chăm sóc gì đối với bản thân cái người đấy. Tức là ví dụ da mặt bạn đã có nhiều vấn đề này, dầu, mụn, nếu mà nó không hết hẳn thì nó cũng sẽ tốt lên phần nào 50-70%. Còn nếu mà bạn không làm gì, kiểu mặc kệ cho dòng đời xô đẩy thì nó sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Còn đương nhiên có những người may mắn hơn thì có những cơ địa tốt, không cần bôi gì suốt thai kỳ, da cũng vẫn sẽ không giãn, mịn căng thì đấy là may mắn cho họ. Nhưng mà từ kinh nghiệm cá nhân của tớ, đấy là sau khi bầu chúng mình trải qua rất là nhiều thay đổi về tâm lý, tâm sinh lý cả bên trong lẫn bên ngoài, và khi nhìn vào cái cơ thể nó xuống cấp sập sệ thì mình sẽ rất buồn và dễ stress hơn rất nhiều. Thế nên bất kỳ điều gì mà tớ có thể làm trong thời gian bầu bí để cái thời gian sau khi sinh con nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn, cơ thể của mình đỡ xuống cấp hơn thì tớ sẽ làm hết sức có thể. Và cái việc sử dụng các sản phẩm tốt cho cơ thể, và tớ vẫn sẽ recommend cái việc này cho tất cả bạn bè của tớ và kể cả mọi người, là hãy làm điều đấy khi còn có thể. Chẳng tội gì, nó cũng là một cách để yêu thương bản thân hơn và gắn kết với các thành viên khác trong gia đình hơn. Các sản phẩm ngày hôm nay tớ sẽ nói đến đấy là dòng sản phẩm trị dạn của Palmer's. Đây là một brand đã rất nổi tiếng ở Mỹ rồi, chuyên về chăm sóc mẹ bầu và chống dạn và trị dạn nói chung. Nó nổi tiếng là tại vì cái mức giá của nó rất là hợp lý và cái chất lượng sản phẩm của nó cũng rất là ok, rất là ổn. Tớ không được Palmer's tài trợ một tí nào trong clip này cả, nhưng mà tớ vẫn muốn chỉ dành cái clip này nói về Palmer's thôi, mặc dù ở trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khác. Tại vì thứ nhất, đây là sản phẩm duy nhất tớ dùng trong suốt thời gian bầu bí mí và đến bây giờ là bầu em bé thứ hai. Thứ hai là trong suốt 4 năm bán những sản phẩm Palmer's ở cửa hàng Beauty Box và giới thiệu cho các bạn bè thì tớ luôn nhận được feedback rất là tốt, và mọi người hài lòng về chất lượng sản phẩm này. Và còn giới thiệu thêm cho mọi người, và đến bây giờ nó vẫn là một trong những sản phẩm best seller của Beauty Box. Bây giờ thì Palmer's sẽ được phân phối về Việt Nam chính hãng rồi, không như cái hồi tớ bầu mí là toàn phải mua đồ xách tay. Nhưng mà nó có thêm rất là nhiều dòng sản phẩm khác. Tớ thấy là nếu mà mình biết phân biệt các dòng sản phẩm và sử dụng cái loại phù hợp nhất cho mình thì cũng sẽ tối đa được cái kết quả mà mình sử dụng trên da. Thế nên hôm nay tớ sẽ phân tích với mọi người xem là những dòng sản phẩm này khác gì nhau, mọi người nên dùng cái nào nhá. Ba cái sản phẩm này tớ đang cầm trong tay là ba loại kem để bôi chống dạn trong thời kỳ bầu bí phổ biến nhất của Palmer's. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở texture, cái chất liệu. Nó sẽ đi từ lỏng đến đặc. Lỏng nhất là lotion, sau đó đến cream và cuối cùng là butter. Mình có thể sử dụng các cái độ đậm đặc này theo loại da hoặc là theo cái thời kỳ của da. Cơ chế hoạt động chung của các bạn này thì đều là dưỡng cho cái vùng da bụng của mình luôn luôn ẩm, mượt, đều. Khi mà da ẩm thì mọi người biết đấy, có cái độ đàn hồi tốt hơn và từ đó sẽ ít bị rách, dạn, đột ngột khi mà em bé lớn quá nhanh hoặc là vào những cái thời kỳ cuối của thai kỳ, bụng mình to lên mỗi ngày, hàng ngày ấy. Nhưng mà cái việc này thì mình không thể làm kiểu một ngày và mình hy vọng là nó có kết quả luôn được, mà chúng mình hãy bôi từ cái thời gian đầu thai kỳ, tức là theo lời khuyên của tớ là từ tháng thứ 3. Tháng thứ 3 trở đi là bụng của chúng mình đã bắt đầu to dần lên rồi, và làm da lúc này cũng sẽ cần dưỡng ẩm, chăm sóc đều đặn hàng ngày để có được cái độ ẩm cần thiết về sau này nó có thể kiểu giãn ra làm chỗ cho em bé ở ấy. Cái thời gian tớ bầu mí thì đây là bạn duy nhất mà tớ dùng trong suốt thai kỳ, đấy là bạn Massage Lotion for Stretch Mark. Mọi người chỉ cần nhớ cái keywords là lotion thôi. Cái chữ lotion này thì nó cũng miêu tả đúng được cái chất liệu của sản phẩm luôn, tức là nó rất là mỏng nhẹ, giống như các loại kem mà mình hay bôi sau khi tắm ấy, rất là dễ chịu và dễ bôi và mau thấm. Mọi người chỉ bôi một cái là nó thấm vào da ngay lập tức luôn, phù hợp với những bạn mà tuổi từ 25
27 trở xuống, da cơ thể không quá khô. Và ở trong nửa đầu của thai kỳ, mình không cần dưỡng ẩm quá nhiều, mình chỉ muốn là đấy nó thấm nhanh, dưỡng ẩm vừa đủ, không để lại cảm giác khó chịu. Cả ba em này thì đều có một cái mùi signature là hương hoa nhẹ nhẹ và hơi có một tí cacao dính lên mũi rồi. Và đấy, thoa một cái là nó thấm ngay thôi. Mỗi buổi tối thì tớ thường mất chỉ nói chung hơn một phút một tí để thấm các sản phẩm này. Các mẹ có thể tự xoa lên bụng hoặc là nhờ bố. Trong lúc đó thì vừa xoa vừa trò chuyện với con, tâm sự với con, kết nối với con cũng là một hoạt động rất là dễ thương để tăng gắn kết tình cảm gia đình. Nặng đô hơn một chút so với em lotion này thì chính là em massage cream. Keywords là cream, từ khóa là cream. Em này thì có độ đậm đặc hơn một tí tẹo, vẫn có cái mùi hương signature đấy, mùi hương đặc biệt của cái dòng đấy là nó hương hoa và hơi cacao một tí. Em dòng cream này thì có mùi cacao đậm đặc hơn và tớ cũng thích hơn, cá nhân tớ là thích hơn so với cái dòng kia. Sẽ phù hợp với cả cái giai đoạn tháng thứ 2 đến tháng thứ 3 của thai kỳ, khi mà vùng da bụng của mình cần nhiều hơn về độ dưỡng ẩm. Trong cái thai kỳ lần thứ 2 này của tớ thì tớ đã dùng luôn cái bạn cream này từ đầu, không dùng lotion nữa. Tại vì tớ thấy là da tớ đã khô hơn rất nhiều so với đợt bầu mí, đợt tớ cũng 30 tuổi rồi. Chưa kể là Hà Nội lại bắt đầu bước vào mùa thu đông nữa, thế nên là thôi cứ cẩn thận còn hơn. Em mình cũng thấm khá nhanh đấy, cũng không để lại cảm giác nhờn dính khó chịu gì cả. Thoa thêm lâu hơn một chút thôi, nói chung cũng không đáng kể. Tôi thấy không phiền phức gì với cả cái chất liệu này. Bôi nhanh, mềm ẩm, dễ chịu, để lại cảm giác thoải mái, thư thái cho những vùng cơ thể mà tôi đã bôi. À đấy, nói đến những vùng cơ thể, thì cái kem này chúng mình nên bôi vào những vùng nào? Có 3 vùng trọng yếu mà chúng mình sẽ tăng size rất là kinh khủng trong thời kỳ bầu bí. Thứ nhất là ngực, thứ hai là bụng và thứ ba là mông. Đây cũng là 3 nơi sẽ lưu trữ mỡ nhiều nhất trong cái thời kỳ mình bầu bí. Thế nên là các mẹ hãy bôi nhá. Nếu mà mẹ nào ngực to, ngực khủng thì hãy bôi ngực. Tớ thì không có gì, bây giờ có bầu thì sẽ có thêm một tí gọi là nên tớ cũng thường toàn skip luôn này. Bụng bôi thì đương nhiên rồi, và mông nữa, đặc biệt là mông. Lần trước bầu mí tớ toàn chủ quan không bôi mông, thế nên là nó đã kiểu dạ tan nát, trong khi bụng thì vẫn rất là đẹp. Tháng cuối hoặc là 2 tháng cuối của thai kỳ thì mọi người hãy sử dụng cái sản phẩm này cho tớ. Đây là bạn Tummy Butter for Stretch Mark. Bơ dưỡng ẩm chống dạ. Em này cũng là em đậm đặc nhất và có độ dưỡng ẩm kinh khủng nhất. Mọi người nhìn này, nó như là một cái hũ dầu dừa ấy. Em này cũng có mùi thơm rất là ngọt ngào. Vì em bị đậm đặc như thế này nên là thường là mọi người sẽ phải lấy một cái thìa ấy mới có thể lấy ra được. Và mình sẽ massage ra tay trước để nó có thể chảy ra, và sau đó là thoa lên các cái vùng da của cơ thể. Nó rất là đậm đặc luôn. Và vì thế nên là nó cũng có cái độ dưỡng ẩm, chắn ẩm cao nhất trong tất cả 3 sản phẩm. Nếu bạn nào mà dùng 2 sản phẩm kia xong mà vẫn thấy là da có dấu hiệu đỏ này, ngứa này, khó chịu thì hãy chuyển sang em này, nâng cấp lên một em nặng đô hơn một chút để đảm bảo là da mình không bị da ngứa khó chịu. Nói chung là cái đoạn ngứa đỏ ấy thì là cái đoạn báo hiệu cho việc da sẽ xảy ra, nên là mọi người hãy cẩn thận nhá. Về thành phần thì cả ba em này đều có những cái thành phần rất là điển hình trong các sản phẩm dưỡng ẩm tốt, ví dụ như là collagen này, elastin, argan oil và bơ, shea butter. Tất cả thì để an toàn cho mẹ bầu thì đều không có mineral oil, parabens và phthalates. Đấy đều là những điều rất là cộng của các sản phẩm Palmer's. Ngoài ra thì để bôi bụng bầu trong cái thời kỳ tớ bầu mí thì tớ còn hay kết hợp cái bạn lotion này với cả bio oil. Nhưng mà bây giờ khi mà biết Palmer's đã cũng có một cái dòng dầu để bôi kết hợp với cả các loại kem thì tớ cũng đã chuyển sang dùng cái loại dầu này của Palmer's rồi. Đây là Palmer's Skin Therapy Oil. Rất là thích, tớ thích hơn là bạn bio oil vì cái mùi thơm của nó dễ chịu hơn. Và tớ cũng tin tưởng là các sản phẩm nó cùng dòng ý, bao giờ thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho nhau một cách hiệu quả hơn. Tớ thì hay bôi oil trước vì nó lỏng hơn, sau đó tớ sẽ bôi cái loại kem mà tớ yêu thích hơn. Đấy, ví dụ như combo hiện tại của tớ là đây. Tối nào con gái cũng sẽ nhắc là mẹ bôi cái này chứ đi, mẹ bôi kem đi, mẹ bôi dầu đi. Đấy, và giúp tớ bôi. Em này thì dùng mãi không hao đâu, vì em ý chỉ cần kiểu 1 đến 2 bơm ý là đã đủ để bôi hết lên cơ thể rồi. Thấm cũng rất là nhanh. Mùi thơm cũng đặc biệt dễ chịu, mùi thơm dễ chịu hơn hẳn so với bạn bio oil luôn. Và tớ còn thích cái packaging này nữa, nó rất là thông minh ý, nó có vòi bấm ý, không như bio oil là nó kiểu tròn tròn xong nó đục một cái lỗ, rồi mỗi lần dốc ra là bực hết cả mình, khó chịu. Ok,
và đó là tất cả những sản phẩm mà tớ muốn recommend và review chi tiết trong clip ngày hôm nay. Rất hy vọng đã cung cấp được một ít thông tin hữu ích cho mọi người. Tớ biết là bây giờ ở trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm chống dạ trị dạ cho các mẹ, nhưng lời khuyên của tớ là cũng như các sản phẩm skincare hay là thuốc uống hàng ngày thì chúng mình hãy nên chọn những cái thương hiệu uy tín đấy, lại được kiểm nghiệm các thứ an toàn ý, thì chúng mình sẽ yên tâm hơn. Vì cái giai đoạn này nó cũng rất là nhạy cảm, chúng mình không chỉ chăm sóc cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả mọi em bé ở trong bụng nữa. Nếu các bạn nào mà đã từng sử dụng qua các sản phẩm khác và thấy kết quả cũng rất tốt rồi thì cũng có thể chia sẻ ở phía dưới cho tớ và các mẹ khác được tham khảo nhé. Có một câu hỏi là mọi người rất là hay hỏi tớ, đấy là mọi người rất là lo lắng về việc xoa bụng nhiều trong thời mang bầu rất có thể gây nguy hiểm cho em bé. Thực ra cái gì nhiều thì cũng không tốt, tất nhiên rồi, nhưng mà cái việc thoa kem này mỗi ngày nó chỉ chiếm thật sự là hơn 1 phút đến 2 phút thôi, thậm chí là không đến 1 phút ấy, xoa một tí là xong. Tớ cũng đã lên mạng và research tìm kiếm thông tin rất là kỹ về việc xoa bụng với em bé, thì có tìm thấy một cái nghiên cứu khoa học này được làm vào năm 2015 của Đại học Dundee University ở Scotland, và họ nói rằng cái việc mà mẹ xoa bụng nhẹ nhàng này kết nối với con qua việc chạm, việc xoa, thực ra nó còn tốt cho thai nhi nữa, và những em bé đấy sinh ra thì thường là phản ứng tốt hơn với những người xung quanh, môi trường sống xung quanh. Kể cả theo những cái niềm tin truyền thống thì việc xoa bụng cũng chỉ gây nguy hiểm nếu mà các mẹ đã có tiền sử đẻ non này, hoặc là ở những cái tuần thai nhạy cảm rồi, tức là sau tuần 37-38, tức là rất là gần mốc sinh rồi, thì cái việc xoa nhiều và xoa thường xuyên thì rất có thể là kích thích gây nên các cái cơn ngò tử cung, dễ khiến em bé chui ra. Thì đấy, có những cái trường hợp đặc biệt hay là theo lời khuyên của bác sĩ thì các mẹ nên cân nhắc về cái việc đấy, chứ còn bình thường thì tớ không thấy cái này có gì là có hại cả. Mình chỉ xoa một ngày đấy 1 đến 2 lần, và mỗi lần chỉ hơn 1 phút, một cách nhẹ nhàng, chỉ để kem nó đủ thấm vào trong bụng và nói lời yêu thương, tạo cảm giác với con là mẹ đang nâng niu yêu thương con, thì nó là một thứ rất tốt, tớ không thể có vấn đề gì hết. Về vấn đề này mọi người hãy mạnh dạn tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm và hỏi thêm các bác sĩ để có câu trả lời chính xác nhất cho mình. Đừng có cứ nghe mọi người khuyên 1-2 câu ngắn gọn không có đầy đủ thông tin rồi làm theo, thì nó cũng rất là thiệt cho cả mẹ lẫn con. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi clip của tớ. Đừng quên like, comment và subscribe để không bỏ lỡ các clip tiếp theo của bọn tớ trên kênh Love Fish Shine TV nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Bye.